Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Đây là một cái con game mà toàn những cái tên quen thuộc thôi. Ra cây này. Thôi mua thôi. Random. Đồ cho cây à? Cũng được đấy, cũng được đấy. Thế chứ Feather vậy. Ba con Feather đúng không? Bán đi. Nothing is true. Everything something. Line Bloodline không đủ tiền mua à? Nó phải bán thêm một con nữa. Mấy con dưới hàng chờ này thực sự là chưa biết bán con nào. Tất cả nó đều quan trọng đấy. Thôi, chả cần mua Line Bloodline đâu. Line Bloodline làm co thì thực ra là ở đây chúng ta có con cây nó có đồ. Line Bloodline không có đồ, không làm co được. Đằng này thêm con sói à. Như này đi. Thế này đi. Mạnh nhất có thể thôi. Muốn mua con sói nha. Nhưng mà không có tiền anh em ạ. Mấy cái con dưới này nó đều quan trọng hết nên là tôi không muốn bán. Cái con sao Breaker tỷ lệ lên được 2 sao cho vào kiếm tí tiền. Còn cái con The Saw thì trong cái trường hợp mà chúng ta chơi Feather thì cũng nên có cái con đấy trong đội hình. Không chơi Feather, chơi Gladiator thì cũng cần con đấy. Ok, trận này là một cái trận đấu mà có rất nhiều những cái tên quen thuộc và đánh rất là hay. Nên là có thể là tôi cũng sẽ chơi mấy cái bài nó gọi là chuẩn bài thôi, quen thuộc thôi. Chứ cũng không có màu mè coi như là bay bướm gì cả. Không có biểu diễn gì cả anh em nhá. Trận này đánh nghiêm túc tử tế. Xem nào, bây giờ hai đỏ nữa này. Cây mua. Trận này bây giờ nếu mà ra cây ấy, với cả cái đồ này tôi nghĩ là chỉ là Feather đó, tôi cũng không đánh đỏ đâu. Đánh đỏ à? Đỏ trận này được không? Đỏ trận này vướng một cái là anh em biết là gì không? Ở trong cái bộ truyền thuyết ấy, nó có cái con Sailing Assassin mà đánh đỏ trận này mà gặp cái bọn Witcher Assassin nó hay toang lắm anh em ạ. Trận này tôi đang định đánh cái bộ đấy. Đang đánh cái bộ Witcher. Trong cái bộ Witcher trận đấu này ấy, nó là Assassin Witcher ấy. Nó rất là khỏe luôn. Ra lắm ngựa thật đấy. Bây giờ bán đi lên áp 6 luôn này. Nào này, tôi nghĩ là tôi sẽ áp 6 luôn để tôi kẹp được thêm một con nữa vào. Mua con Heaven Bomber đi. Phải bán hai con đi à? Đây, bán hai con này. Bán hai con này, bán hai con này. Hai con này tí nữa tìm sau vậy. Ok. Kẹp thêm được Half Orc vào. Tôi nghĩ ra này sẽ ăn được đó. Trận này cái bộ truyền thuyết ý, cái bọn Assassin rất khỏe. Có Sailing Assassin đã là một chuyện rồi, nhưng mà nó có cả cái con Phantom Queen nữa anh em ạ. Đấy, Phantom Queen ở trong cái bộ này khống chế mạnh. Nên là nếu mà chúng ta đánh Assassin thì cũng ok. Tạm thời như này đã. Mạnh nhất có thể thôi. Chả biết là đang chơi cái gì. Đầu game này thì phải lựa anh em ạ. Xem là nó ra cái gì thì chơi cái đấy thôi. Đấy, lựa một chút. Bây giờ thì cứ ôm mấy cái con kiểu nó có hy vọng là nó làm co được ấy. Như là cái con Phong Vũ hay là con Shadow. Đều là những cái con mà rất là có hy vọng luôn. Chỉ cần lên được 2 sao thôi là gánh đủ rồi. Sau đấy, ớt kìa. Từ từ nhá, treo này. Ui, gặp này to nhá. Ăn nổi không?
Senbou Exit bổ. Hai con nó bổ cho. Ăn luôn. Hơi lag một tí. Ơ sao lag ấy nhở? Ơ kìa. Cây này. 6 phe giờ à? Vậy là ra bộ phe giờ. Đây, 6 phe giờ đây. Ok. Lên level 7 có thể là sẽ kẹp thêm một con Senbou 2 sao. Nếu mà lên được 2 sao. Đấy. Còn nếu mà không lên được 2 sao thì kẹp một con khác lên 2 sao. Ok, vậy là giữ chuỗi được ra 11, ngon rồi. Ra 11 thì tôi sẽ đẩy cấp lên nó. Chưa gặp God of Low 8. Đấy, đang có chuỗi anh em nhé. Ra 11 thì chúng ta sẽ up cấp lên, cắt chuỗi. Được đấy nhở. Đây là quái. Bỏ con này vào kiếm tí tiền này. Ơ kìa, mất chuỗi rồi. Ui giời, chán thật. Vậy là kế hoạch phá sản rồi. Nhưng mà vẫn phải up cấp để giữ cái chuỗi này anh em ạ. Vẫn phải up cấp. Sao Breaker bây giờ lên được 2 sao thì ngon. Ở cái slot thứ 7 nó sẽ là bất cứ một cái con nào 2 sao. Để xem là con nào lên được 2 sao rồi cho vào đó. Tầm này mà nếu mà ra Grim thì có thể tôi sẽ quay xe sang 9 Feather Fact anh em ạ. Tôi đang tính là cái việc là có thể nó sẽ là như thế đấy. Thôi tôi bán cái này luôn đi. Bán luôn lấy tiền. Nào sau chưa chắc đã lên được 2 sao. Ơ kìa. Thề. Bán đi thì nó lại ra anh em ạ. Cay thật. Không bán thì có 2 sao rồi đấy. Tôi nghĩ là không lấy bố set đâu. Lấy cái sừng chiến anh em ạ. Cái con mà nó đang lên 2 sao là một cái con gọi đệ. Cái giai đoạn đầu game này tôi thường là tôi sẽ lấy theo kiểu con co ở giai đoạn này. Con nào mà chúng ta đang làm co thì lấy đồ của con đấy thôi. Tí nữa đồ vứt hết đi mà. Mấy cái đồ này có dùng đâu. Chủ yếu là bây giờ phải có đồ để đánh chuỗi thắng thôi. Trận này có khi là cũng là chuyển dần sang cái bộ này đi. Lấy sẵn. Lên game là chúng ta chuyển sang Witcher chơi thôi anh em ạ. Trận này có cả kiếm hồn, có cả Sailing Assassin. Tất nhiên là trong trường hợp như tôi vừa chia sẻ, nếu mà ra con Grim thì tôi chuyển sang Feather. 9 Feather Fact. 9 Feather Fact nếu mà ra Grim. Thế thôi. Bây giờ cứ 6 Feather phang vậy. Ok. Cây lên được 2 sao rồi này. Càng phết nhỉ. Bây giờ cái con Whisperseer nó mới là co chỉnh ấy. Con đấy nó gọi đệ nó mới có đam ấy. Mấy cái con đệ nó gây đam được nhiều. Chứ còn những cái con còn lại thì tôi thấy là cũng gây đam nó cũng không nhiều đâu. Phong Vũ thì máu hơi yếu. Cái con Phong Vũ là nó có thể gây đam nhưng mà máu nó hơi yếu anh em ạ. Cứ chuỗi được không? Hay. Hay quá nhờ. Thỏ làm quả tên được đấy. Quả tưởng là nó tung được trưởng rồi. Xong rồi cuối cùng lại bị dính tên. Ôi rồi ôi. Thế thì đúng rồi anh em ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vứt con này đi. Mua một con thôi. Mua một con để ở dưới để kiểu như là nếu mà có cơ hội chuyển thì chuyển thôi. Còn cũng chả cần lên 2 sao, một con kích hệ được rồi. Bây giờ thì hướng đến cái bộ 9 phe giờ nhiều hơn. Cho gặp thằng có chuỗi cái nhá. Gặp thằng có chuỗi cắt chuỗi cái. Đừng để nó mạnh lên. Đúng không? Không lên là gặp muộn. Gặp sớm đi. Cho xin cái chuỗi cái nhá.
vẫn chưa gặp. Và trận này không hiểu sao ping 49 mà sao mà lag thế nhở. Giật đi anh em ạ. Rồi, không nào. Vẫn ăn được thôi. Đây rồi, ui đủ bộ luôn này anh em này. Đủ bộ rồi. 9 phe giờ. Cho vào luôn. Chưa? Quá ok anh em ạ. Cái con Whisperseer tôi chưa bán nha anh em nhá. Lên 9 ý. Nếu mà lên được 9 thì chúng ta sẽ đánh là 4 Witcher kẹp với cả 6 Feather. Nó vẫn được anh em ạ. Tôi đưa cái con đấy nó lên 3 sao. Trong trường hợp mà con Guard Workset ấy, mà nó không lên được 3 sao thì cái con đấy nó sẽ làm con. Whisperseer sẽ làm con. Lên được 3 sao thì cho cái con 3 sao vào làm co đấy. Nhưng mà cái con mà còn lại ấy, thì chúng ta vẫn giữ lại anh em nhé. Whisperseer với cả con Wagoset thì nếu mà chơi 9 Feather Fake thì không chơi cùng nhau được. Nhưng mà khi mà lên được 9 ấy, thì tôi chuyển sang cái bộ Witcher thì nó vẫn chơi được cùng nhau. Đấy, mà chơi được cùng nhau thì hai con 3 sao là rất là ok. Cái bộ 9 Feather Fake ấy, bây giờ nó chỉ chơi ở cái giai đoạn giữa thôi anh em ạ. Cuối game kiểu gì cũng đổi, kiểu gì cũng phải chuyển. Bởi vì cái bộ đấy bây giờ nó không thể top 1 được đâu. Khó lắm. Chơi mà được top 1 thì phải là cực xanh. Phải lên được Shadow hoặc là con Phong Vũ lên được 3 sao. Mà hai con đấy lên được 3 sao thì cũng nói chung là cũng vô vàn là khó khăn. Không dễ như là con cây lên 3 sao đâu. Trong khi đấy nếu mà chúng ta đẩy cấp sớm, chúng ta kiếm mấy con Sa Linh thì chuyển sang cái bộ có thể là Feather kẹp Witcher ấy, vẫn chơi được. Chơi là Sailing Assassin làm co. Sailing Assassin thì ở trong cái bộ này nó chỉ cần 1 sao đã mạnh rồi. Đấy luôn cái giáp chó trâu. Cái giáp này nó vừa có khả năng phản đòn và nó vừa có khả năng là cộng giáp nữa anh em ạ. Nó cộng thêm 5 giáp đấy. Khá nhiều tác dụng. Ok, tôi cứ dí lên 8 để có cái cơ hội ra là cái con 5 đô cái đã. Ra kiếm hồn hay ra cái con Sailing Assassin hay là ra con Phantom Queen nó đều rất là ok. Nên là chúng ta lên 8 sớm thôi. Trên này có vẻ như là thằng này nó sẽ chơi Insectoid. Đúng không? Insectoid à, trận này có Insectoid cũng chả sợ lắm. Nếu mà có Insectoid thì tôi sẽ đổi muộn hơn một chút thôi. Tôi giữ bộ 9 Feather lâu hơn một chút thôi mà. Bộ 9 Feather này nó sẽ counter vào Insectoid. Như này đi. Cho con heo này vào mạnh này. Đây. Chuẩn chưa? Chuẩn đồ luôn. 9 phe giờ này khả năng giữ chuôi sau ra 20 á. Bộ này tầm giữa game mà rất khỏe. Rao này vẫn sẽ thắng thôi. Mỗi nào chúng ta chỉ cần lọt mỗi con cây thôi là ăn. Nếu con cây nhiều đồ này thì không thua được đâu. Rất là dễ để có thể chiến thắng. Đây rồi. Vậy là anh em biết là chơi gì rồi đấy. Thôi bỏ con này đi. Đủ rồi. Đủ bài rồi anh em ạ. Nên tôi sẽ bỏ con này đi.
Chỉ cần 6 con Feather đó. Đủ 6 con Feather được. 6 Glacier này. Xin chuỗi không nhỉ? Chắc là được. Ây à, Berserker lém đau đấy. Ui đúng chưa rồi. Kìa. Ui. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ui. Cắt được chuôi luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Cứ tưởng là thua. Ok. Saling Assassin vẫn là uy tín luôn. Up lên 9 sớm anh em ạ. Kiếm Witcher thôi. 6 Feather kẹp với cả 4 Witcher đánh ở level 9 anh em nhá. Bỏ cái bộ 9 Feather đi. Sau là 20 là bắt đầu yếu đi rồi. Thế nào mất chuỗi thôi anh em ạ. Quan trọng là chúng ta đánh giữ được máu. Mất chuỗi là điều đương nhiên. Bộ này cứ lên 10 là phang thôi anh em ạ. Lên 10 là chuyển sang Assassin là ngon luôn. Mất chuỗi không? Ui gấu lướt kinh á. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Vãi mất chuỗi ở round 19 á. Thế khó tin thật sự luôn. Con gấu lướt mạnh thật đấy anh em ạ. Hình như là 6 Clyde đúng không? 6 Clyde kẹp gấu. Châu. Thế là mất chuỗi rồi. Thôi không sao. Sớm muộn gì cũng mất thôi anh em ạ. Sớm muộn gì cũng mất thôi. Lên level 9 rồi tôi sẽ roll nha anh em nhá. Level 9 roll kiếm đủ bộ rồi đã. Hay là cứ từ từ lên 10 nhỉ. Thực ra bây giờ mất chuỗi rồi. Lên 10 thì nó đủ bộ Assassin cơ. Chứ nó không phải đánh Feather làm gì nữa. Assassin kẹp với cả Witcher ấy. Thường là đến cái giai đoạn này là dí lên 10 luôn. Máu thì nhiều là một, thứ hai là mất chuỗi rồi. Chả có cái gì lăn tăn ở level 9 cả. Cây 3 này. À úi giời, gót đầu lớp 8 chào kìa. Nhưng mà cái con này cho vào ấy thì nó lại thiếu một con anh em ạ. Nó đang thiếu một con Witcher. Thôi như này đi. Vẫn là 9 Feather nhưng mà tôi sẽ cho 3 sao vào. Đấy. Như đã nói từ vừa nãy là sẽ cho cây 3 sao vào đó. Ok, để chào anh em GTD God of Lock 8 rồi đã. Trên này khá là căng thẳng đấy anh em ạ. Toàn những người chơi lâu năm kỳ cựu thôi. Toàn là top server đấy. Sạo L-Boy kia là cũng là top server đấy anh em. Đang top server top 1 hay top 2 gì đấy. Không nhớ. Tôi lâu rồi tôi không để ý cái bảng đấy. Nhưng mà chắc là cũng top 1 top 2 thôi. Đúng thật, trận này nó sẽ là Insectoid đấy. Vậy là có Insectoid. Thế thì chúng ta chưa có chuyển vội anh em nhá. Để 9 Feather một thời gian đã. Insectoid gặp 9 Feather chúng ta thì counter được. Chứ còn không chuyển vội nha anh em nhá. Chuyển sang Witcher nhiều khi chưa đủ đồ nó bị đẩy kinh lắm. Cái bộ Witcher nó cần đồ ấy. Nó cần một chút đồ. Đấy, ui giời tôi đẩy nó 20 máu kìa. Gặp Insectoid đẩy 20 máu luôn. Thôi dí lên 10 thôi anh em ạ. Dí lên 10 đủ bộ. Insectoid đi là chuyển được ngay. Insectoid với cả Greater sắp đi rồi. À không 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 không. Không phải anh em ạ. Đúng là cái trận đấu nó ở top server khác anh em ạ. Cái thằng mà Greater sắp đi ấy, là nó không đi. Anh em nhá. Nó chuẩn bị chuyển sang trộm chó đấy anh em ạ. May quá tôi giữ lại cái bùa. Chơi là cũng tỉnh phết đấy. Chưa rèn.
Bình thường là round 21 này là phải rèn đồ cam đúng không? Nhưng mà tôi không rèn anh em ạ. Anh em thấy là tôi chưa rèn đâu, tôi tỉnh lắm, tôi vẫn giữ lại cái huy hiệu. Vẫn giữ lại cái bùa anh em ạ. Trời ơi, thằng nào mà không có bùa thằng đấy chết đấy. Đánh cái kiểu trận này nhá, chắc chắn là nếu mà chơi chuyển sang trộm chó ấy thì là nó rất khỏe nhá, bởi vì late game là nó có cả light spirit. Thằng nào mà không có bùa chết ngay. Trận này anh em biết tại sao mà tôi giữ lại cái món bùa không? Không phải là vì là tôi biết là có thằng nó chuyển sang trộm chó đâu, mà tôi nhìn ở truyền thuyết ấy nó có cái con light spirit nên là tôi không có rèn cái bùa đi. Đấy, chứ còn bình thường đến cái round này là rèn đồ cam rồi. Đấy mà tôi không rèn. Bây giờ mà rèn đồ cam ấy là phải vứt bùa anh em ạ. Còn nếu mà không vứt bùa thì phải vứt một cái món tăng cơ, đấy là cái giáp xoay hoặc là cái giáp phản thì nó rất là lãng phí, nên tôi không rèn ở cái round này là vì thế. Rồi, thằng này sẽ là cái thằng tí nữa chuyển sang trộm chó này. Còn 36 máu dư sức chuyển luôn. Bởi vì cái bộ trộm chó nó chỉ đánh vào level 9 thôi anh em ạ. Lên level 9 nó đủ bộ rồi. Mà nó bây giờ nó lên level 8 với 51 tiền thì kia thì đến round 25 là lên được 9 rồi. Trận này không có ai chơi Greater. Một mình thằng này chơi Greater thôi anh em ạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ không có counter. Thằng này không có counter, khôn phết đấy anh em ạ. Anh em thấy nó nhanh không? Tức là nhiều khi nhá, mình chỉ cần không có bật cái bảng lên ý, mình soi cho vòng 1-2 round thôi là không biết đối thủ chơi gì luôn. Chỉ có 1-2 round thôi là bọn nó đã chuyển rồi. Đấy. Mà nhiều khi nhá, bật bảng lên nó còn không để ý hoặc là không có đoán được đối thủ cơ. Đấy. cái việc mà nhìn ra đối thủ chơi cái gì ý, là nó lại phải kinh nghiệm anh em ạ. Anh em tin tôi đi, thằng này nó chuyển sang trộm chó đấy. Bài nó đã có sẵn cái con God of Light dưới hàng chờ rồi. Đấy, ở trên bàn cờ thì nó đã có sẵn cái con Atlet là chuẩn bị lên 3 sao. Đang coi như là roll Atlet 3 sao đấy. Đánh thì cứ lên 9 là dừng lại ở 9 mà roll thôi. Đấy, nhiều khi là phải tinh ý ở cái chỗ là bật bảng lên là cũng phải biết được luôn là đối thủ chuẩn bị chuyển sang cái gì mà biết đường mà chuẩn bị. Chứ còn nếu mà quả vừa rồi mà bật lên mà không nhận ra ấy, là đến cái round này là đảm bảo luôn là lại vứt cái bùa hộ mệnh đi ngay. Đúng không anh em? Đấy. Nhưng mà yên tâm là không vứt nha anh em nhá. Tất cả những cái trận đấu ấy mà nó có cái con Light Spirit thì chắc chắn là sẽ có một slot cho cái bùa. Không bao giờ là không chọn bùa cả. Bùa là phải có. Đấy. Sau cái round này thì khả năng là tôi sẽ có một cái món đồ cam. Khi có món đồ cam rồi thì chúng ta có thể chuyển sang Witcher là được. Chuyển sang Witcher trong trường hợp là nếu mà thằng Insectoid nó cũng đi thì là rất là dễ để có thể chuyển sang Witcher luôn. Đây là cái giáp này. Mua sẵn mấy con assassin anh em nhé. Cây lên 3 sao đó này. Rèn đồ phát. đến cái round này là phải rèn rồi. Đổi trước đổi đồ cam luôn anh em ạ. Tôi sẽ đổi đồ cam luôn. Bố set à? Để bố set trước. Bố set này tăng cơ cầm được mà các con gây đam cũng cầm được anh em ạ. Bố set bây giờ nó có hai khả năng, nếu mà đánh vào nó cũng có tỷ lệ giật set. Bị đánh cũng có tỷ lệ giật set và mà đánh vào đối thủ cũng có cái tỷ lệ giật set. Sáu Glacier. Berserker cháy nhờ. Ui có ấy rồi. Có chống Feather rồi. Đánh đau đấy. Có gợi như ý chống Feather rồi. Đây rồi, Witcher rồi anh em ạ. Thôi chuyển luôn anh em nhá. 6 Feather, 4 Witcher đã này. Đánh ở level 10 thừa một slot.
kẹp thêm được 3 assassin đúng không? Đây à. Rồi, bây giờ dồn đồ cho con ấy thôi. Con Sailing thôi anh em ạ. Sailing 1 sao gánh được nhá. Bộ này thì Sailing 1 sao cũng gánh được luôn. Ok. Chắc chắn là con Sailing nó sẽ không bị bắt cái đã. Goblin. Chơi Goblin luôn. Goblin gặp Witcher này như gặp bố luôn này. Goblin gặp Witcher lát người. Rất nhiều người ra đi. Anh em thấy khắc nghiệt không? Đấy. Top 1 server mà khả năng cao ra đi top 6, top 7 đó là bình thường. Đây đó là một cái trận đấu ở level rất cao. Trình độ của người chơi rất cao anh em ạ. Ok. Đổi đồ cam nữa không nhỉ? Thực ra là cũng không cần đổi. Tầm này thì thôi. Từ từ đã anh em ạ. Con tăng cơ ở phía trên ấy nó cũng đóng vai trò khá là quan trọng đấy. Bây giờ vứt cái món đồ tăng cơ ở phía trên đi thì cái con Sailing nó sẽ ít có cơ hội gây đam hơn. Cứ để lại đi. Tí nữa đến round 29 chúng ta sẽ đổi nha anh em nhá. Round 29 đổi được. Kết thúc round 29 chúng ta đổi luôn. Đấy, không bị phí mất một lần rèn đồ. Ok. Cắt chuỗi luôn, hay quá. Ui rồi tiền đã nhiều, lại càng nhiều tiền luôn. Từ từ, con này không cần, bỏ đi. Một quả trứng như thế nào. Ui, cái gì đấy? Không thể làm một cái được luôn đấy, thề. Cầu được ước thầy luôn ạ. Xin một quả trứng, có ngay một quả trứng luôn. Thế là mới dã man. Con này cần. Đề phòng trường hợp sau này gặp counter. Đấy rồi. Quá tuyệt vời. Được đấy. Đấy, anh em thấy cái thằng Greater chuyển trộm chó kìa. Vẫn 31 máu. Từ cái lúc mà tôi nói đến bây giờ, tức là từ round 20 mấy, 22 đúng không, đến round 29 mà bây giờ nó chỉ mất có 5 máu thôi. Nó chuyển sang cái bộ trộm chó, nó giữ máu được ngay. Chắc cái thằng đấy chỉ sợ tôi thôi. Tôi có hai con 5 đô 2 sao, xong rồi lại còn một cái con cây nó cầm cái bùa thì không bao giờ bị bắt. Không bao giờ bị bắt luôn. Đây này, gặp luôn này. Bắt hộ cái, bắt hộ cái, bắt hộ cái, bắt đi. Bắt con gì chứ. Làm gì mà bắt được co. Không bao giờ bắt được luôn. Mà để Feather này ấy, nó có cái hay là có bắt được ấy thì cũng không bị giết chết cái con đấy. Bởi vì nó có cái khả năng đánh lé anh em ạ. Cái khả năng mà đánh trượt. Nó bắt được xong rồi đến lúc mà nó tỉnh lại nó lại là của quân của tôi. Đấy. Yeah. Ui rồi ôi. Đấy em thấy chưa. Biết ngay sợ Lin Boy đi rồi kìa. Khắc nhiệt chưa. Top 1 server cũng bay màu. Top mấy, top 5 đúng không. Top 5 đấy anh em ạ. Không dễ chơi cái lobby kiểu này đâu. Lobby toàn những cái người mà chơi từ năm đầu, mùa đầu. Toàn những cái tên quen thuộc thôi anh em. Mấy cái thằng Thái Lan cũng đang toàn top server cả. Những cái tên rất là quen luôn. Đấy. Việt Nam thì vào đã thấy Việt Nam đã thấy sợ rồi. Chứ đừng có nói là gặp top server Việt Nam nữa. Nhiều khi là chỉ cần vào game thấy toàn cờ Việt Nam là đã thấy cái lản rồi. Tôi nói thật, tôi chỉ thích gặp cờ nước ngoài thôi. Vào trong trận đấu mà gặp mấy cái thằng Thái Lan vẫn thấy là dễ chịu hơn. Đánh với cả mấy ông Việt Nam. Mấy ông Việt Nam đánh kiểu nó giống mình ấy. Đánh nó kiểu bị tranh bài hay là cùng meta kiểu đấy. Nó kiểu dạng như thế. Chứ còn nhiều khi ông Thái Lan đấy, trộm chó bây giờ thằng nào chơi
Bây giờ Việt Nam tôi chưa thấy ông nào chơi trộm chó luôn. Streamer, YouTuber chả thấy ông nào làm trộm chó. Nhưng mà đây là có thằng Thái Lan nó nhảy vào chơi. Anh em biết là cái bọn đấy nó đánh nó kiểu khác, nó không giống như là chúng ta, nên là vào vẫn thấy dễ chịu hơn. Ra con này là phải mua. Random thôi, đồ này không dùng được. Rồi đổi một cái món đồ cam nữa anh em nhé. Để tôi xem đổi được cái món gì. Ok. Rồi hút máu thôi. Lấy hút máu trước. Cái bộ này nó không có hút máu anh em ạ. Chính vì thế là tôi giữ lại cái chuỗi xương là vì thế. Cái chuỗi hút máu xương là trước đấy tôi không có hút máu, nhưng bây giờ có hút máu cuối rồi thì tí nữa tôi sẽ rèn lốt cái hút máu xương thôi. Nhìn cái thế trận bây giờ chưa biết thằng nào là cái thằng ra đi tiếp đâu anh em nhá. Tôi chắc chắn là không phải cái thằng ra đi tiếp rồi. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Tôi là chỉ là có top 1 hay không thôi, chứ còn ra đi tiếp thì là không có đâu. Top 1 hay top 2 thôi, chứ còn top 3, top 4 là không có cửa cho tôi rồi. Thằng này khả năng là thằng ra đi tiếp theo này. Yếu nhất luôn. À không. Xin lỗi anh em, không phải đâu. Không phải đâu anh em ạ. Mẹ ơi, nhìn nó quạt kìa. Nhìn con sai linh 6 Glacier nó quạt. có cả Kira nữa anh em ạ. Nhìn nó quạt là biết là nó ăn được tôi rồi. Thậm chí nó còn đang có chuỗi đấy chứ. Vậy là khả năng gót lửa ập lâu 8 là cái người ra đi tiếp theo đấy. Tôi không nghĩ là cái thằng trộm chó nó sẽ là cái thằng ra đi tiếp theo đâu. Trộm chó nó cũng là một trong cái thằng mà sống lay lắt từ nãy giờ luôn ấy. Còn lý do tại làm sao mà gót ở lâu 8 lại là cái người ra đi tiếp theo thì đấy là bởi vì là tôi nha anh em nhé. Lý do là tôi sẽ là cái người mà chuyển bài để counter. Tôi kẹp cá vào, tôi chuyển sang assassin tôi đấm anh em ạ. Round này tôi tính là gặp gót ở lâu 8 tôi cứ thế tôi bỏ vào thôi đấy. Đến cái round sau thì tôi lại chuyển sang feather. Đánh nó là gọi là top, nó như thế anh em ạ. Nó không cố định đâu. Bài giữ ở dưới nhá, chưa vứt đi đâu, chưa chuyển hẳn sang. Đấy. Rồi, đấy, round này tôi gặp gót đầu 8 đúng không? Đấy, thì thôi xác định là đẩy khắc kháng máu. Ơ, chắc không? Có chắc không? Tuấn có chắc không? Tuấn có chắc không? Tuấn có chắc chưa? À, thực ra thì cũng không đẩy được nhiều máu. Nhưng mà ta ăn anh em ạ. Cái vấn đề là kẹp cá được. Chuyển sang để counter. Xấu hổ quá. Cứ nghĩ là cái đao vừa rồi là đẩy được nhiều máu anh em ạ. Thế là không đẩy được nhiều máu à. Thế thôi vậy. Rồi thôi, hãy chuyển sang feather vào thôi. À cái đao vừa rồi tôi bị mất mấy cái món đồ tôi để ở ngoài. Đấy chính là lý do tại làm sao mà không đẩy được nhiều máu. Rồi, round này lại gặp thằng trộm chó thì để như này là an toàn nhất rồi. Trộm chó gặp Feather này thì như gặp bố luôn. Bắt được cái con tướng nhưng mà cũng chả giết được con nào bởi vì đã đánh trượt. Tôi làm gì có món đồ chống lé đâu. Nhưng mà nếu mà để Assassin thì nó lại là một clear phát là chết hết quân mình luôn. Nhưng mà không, đây là tôi để sang là bộ Feather. Tỉnh dậy lại thành quân mình. Đấy. Rồi đấy tỉnh dậy này anh em này. Đấy tỉnh xong một cái là đẩy một đống luôn. Nhưng mà thằng này nó lên được 3 sao thì khả năng là cũng không đẩy cả. Vụ Feather này có khi hòa kèo. Được không? Feather đam á vẫn ăn được. Hay. Feather đam nó hơi bé anh em ạ. Chuyển sang xin thì nó chưa đủ đồ. Thêm một chút nữa. Thêm một chút đồ nữa. Rồi đang này chuyển sang xin nhá anh em nhá. Assassin để đánh với cả cái thằng 6 Glacier. Vừa lấy là chúng ta chơi Feather chúng ta thua. Đấy là lý do là tại làm sao mà round này là phải chuyển sang xin. Có đầu lốt 8 nhiều tiền đấy kìa. Cầm 100 tiền giữ 100 tiền để chết luôn đấy hả? Thật sự như thế hay sao? 100 tiền không làm gì đi.
hay là đang tiếc cái con gấu mết, có phải không? God of Lot 8 đang tiếc cái con gấu mết 100 tiền luôn, không làm gì luôn đấy hả? Vậy thì nó đi đâu này rồi làm gì nữa? Rồi ủa tình phết đấy, nhưng mà đam to. Ok đấy, chuyển sang là ăn được ngay. God of Lot 8 100 tiền ra đi ạ, thề. Căn bản là vì cái thời gian nó chỉ còn có mười mấy giây, roll không kịp anh em ạ. 100 tiền đấy là phải 2 round, mỗi round 50 giây thì mới kịp. Trận này thì khả năng là một là top 1, hai là top 2. Mà cái khả năng top 2 thì nó rơi ở đâu đấy, nó tầm khoảng 1% thôi anh em ạ. Thằng Nguyễn Thuận kia thì tôi check đồ rồi, không có đồ chống trộm chó, nên là nó gặp trộm chó là nó cũng đi thôi. Chắc chắn cái điều đấy luôn với anh em, gặp trộm chó là đi đấy. Còn tôi đang thắng được cả hai luôn. Này ơi, có lên lấy gậy như ý không nhỉ? Lấy cái gậy như ý cũng được, chả sao. Lấy luôn. Đổi thêm một cái món cam nữa không? À không. Không lên. Không lên anh em ạ. Đúng đùa này, từ từ đã. Cứ bình tĩnh. Bây giờ ấy, chúng ta không đổi đồ cam, mà bây giờ chúng ta đổi bùa anh em ạ. Phải đổi cái bùa. Đấy, ui dồi ôi, quá tuyệt vời. Rồi, hai cái bùa. Đủ đồ đánh assassin ngon luôn. Tầm này khi không cần phải chuyển về phe dở đâu anh em ạ. Đủ đồ rồi. Hai cái bùa là ăn được cái thằng chơi trộm chó là cái chắc chắn luôn. Để 6 assassin này mạnh hơn nhiều. Đây là cái bộ tier S bây giờ mà. Ấy. Trời ơi. May cho mày là rất là may cho đối thủ. Đấy nó là cái bóng anh em ạ. Rồi thằng Nguyễn Thuận không có bùa đi, thấy chưa? Anh em thấy không? Tôi chuẩn bị ngay từ đầu luôn. Bùa biết các thứ là thứ nhất là gì, giữ lại không bao giờ rèn nhá. Không bao giờ là random để mất bùa. Thứ hai là gì, có bùa giữ lại luôn, không rèn đi. Đấy. Bây giờ tôi vẫn có thể rèn được, thậm chí là full bùa cho cái bọn này luôn. Nếu mà nó kéo dài đến round thứ 40-45, 50 chăng nữa thì chắc là ít nhất là 3 cái bùa nữa. Trộm chó thoải mái luôn đi bạn ơi. Rồi đối thủ đã phải chuyển sang cái gì đây? Exit à? Rồi sao? Ây à, Châu phết. Assassin Witcher khỏe lắm. Trời ơi. Đối thủ hình như là đang có cái tư tưởng là chuyển sang Exit kẹp với cả Warlock thì phải. Nó định chơi 6 Exit anh em ạ, nó bỏ trộm chó rồi. Nhận thấy tôi có bùa nên là tôi đã chuyển sang cái bộ đấy. Đấy nhưng mà anh em ơi, tôi là một người rất là tỉnh táo và là một cái người chơi rất cẩn thận. Đấy, đánh nó rất là chi tiết. Nên là cái việc mà nó chuyển sang cái bộ Exit này không có nghĩa tôi sẽ rèn những cái bùa đi anh em nhá. Bởi vì nó lừa tôi anh em ạ, nó lừa tôi thôi chứ còn bây giờ mà tôi chuyển sang tôi rèn hết bùa một cái là nó lại quay ngoắt sang luôn. Đấy. Nên là tôi không bao giờ tôi rèn bùa đâu. Cái việc mà nó chuyển lại nó là rất là có thể nha anh em nhá. Chuyển lại nó dễ mà. Ơ kìa, đâu rồi? Sai Linh đâu nhỉ? Ơ? Mất chuỗi luôn này. Điều thật đấy. Ơ kìa. Không thể nào có thể tin được cái nào vừa rồi tôi lại mất chuỗi được đấy. Quanh đi quẩn lại không để ý một cái. Không biết cái con Sai Linh Assassin nó ở đâu luôn. Chắc là bay màu là bị phản đòn ấy. Ở cái giáp phản. Bay màu luôn. Đam to nhưng mà máu bé mà. Bọn nó chia đôi máu. Cái bọn này bây giờ là nó, con này nó chỉ còn có 1k3 máu thôi. Crit 1k3 máu là đi luôn.
Đó. Được không? Được không? Lần này thì sao? Lần này thì sao? Cửa. 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 Ui phản đau phết đấy. May có cái giáp. May có cái giáp. Rồi. Bật bất diệt lên. Hết bất diệt tao lại gạt cho một phát. Năm máu à? Vậy là còn một đau nữa. Đau 42. Đau 41 vẫn chưa chết được. Phải đau 42 mới chết. Lùi con Sailing Assassin lên 3 sao thì chả cần bùa luôn. Rèn bùa luôn cũng được. Bởi vì cái món bùa thì chúng ta mất mất một slot. Tự nhiên lại mất mất một slot. Bỏ con này đi thôi. Thực ra đồ giờ tôi vẫn muốn chia cho hai con cầm hơn anh em ạ. Thay vì là dồn lại một con. Mà tôi sẽ rèn thêm một cái món nữa để xem có cái món cam gì ngon không. Xích à? Được. Ok, đổi được thêm một món cam nữa này. Gậy xanh à? Gậy xanh như nào? Gậy xanh như kiếm hồn à? Từ từ đã, tạm thời như này đã. Gậy xanh chắc cho kiếm hồn. Rao sau. Nếu như rao này bạn vẫn còn sống. Ồ, ấy à, đau đấy, phản đau thật. Khả năng gậy xanh cho kiếm hồn. Thằng này nó vừa mới lấy thêm được cái ấy anh em ạ, thật lấy thêm được cái búa bình minh. Kéo phết nhờ, kéo đến tận đao từ 42 rồi vẫn chưa kết thúc được này. Hay quả vừa rồi Phantom Queen nó hóa, nó hú hơi chậm. Thôi, dồn đồ cho kiếm hồn đi. Gậy xanh cho kiếm hồn cái bóng ấy nó sẽ tồn tại lâu hơn. Đam nó to hơn. Ok. Được không? Khác biệt ngay. Ui giời, khác biệt ngay. Khác biệt ngay. Khác biệt ngay. Khác biệt bay. Ôi. Vẫn thua à? Điều nhỉ. Ok, chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc. Trời ơi, đi rồi, sao báo trời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Nói chung là thằng này nó chơi nó cũng hay đấy. Nó chuyển từ Gladiator sang. Đấy mà ai ngờ nó gặp đối anh em ạ. Nó gặp đối thủ quá lặng kỳ, đấy chính là tuần cơm. Thế nên là thôi, chấp nhận thôi. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Thực sự ấy, con tướng mới trong bộ Aegisid là quá bá đạo luôn anh em ạ. Không hề nào có thể tin nổi một cái con tướng bất tử nó tồn tại ở trong beta này luôn. Giải pháp đây nó là gì? Counter được không? Mời anh em bình luận dưới video anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.